là vợ chồng thì ở đó nó có là, nó có y tà đấy các bạn, là những trường hợp y tà chúng ta thêm y tà vào nó sẽ hợp lý, nếu có y tà chúng ta sẽ in, vì chúng ta là vợ chồng. Và câu trước là không những buổi sáng mà còn buổi chiều thì đâu có là đâu, đúng không? Không những là buổi sáng mà là buổi, không có là trong đấy. Thì những cái từ nào mà đi với y tà, ví dụ đi với y tà để chuyển về im ni tà hay im ni cái gì đâu đấy, đó là y tà, hay nói cách khác là đấy, thì là gì? Chúng ta có hai trường hợp, trường hợp này nó là thì chúng ta đi với in. À, bu bu in bun man anh ra. Mà là còn là chín han chín quỷ, mà chúng ta còn là những người bạn với nhau, là người bạn thân với nhau, vì đây chúng ta là công cam tê ca y tạ, có sự đồng cảm. Bu bu in bun man à nhỉ đa công cam tê ca y sơ sơ hoặc là y ye công cam tê ca y cô y ya ghi rừng nà nô sơ, cho nên là chín han chín quỷ. Những là vợ chồng mà chúng ta còn những là bạn, không những là vợ chồng mà chúng ta còn đồng cảm với nhau, còn gì đây, thấu hiểu nhau, à, còn chia sẻ được những câu chuyện với nhau, nên là như người bạn thân. À, chín han chín cô, chín han chín cô, yeah. Còn nếu ở chỗ đây này, các bạn muốn thêm vào như cô nói đấy. Vì đây, cung cam tề ca, có sự đồng cảm với nhau. Cung cam tề ca ý cô. À, hoặc là cung cam tề cô ý cô, tề tôi ý cô. Và ý gia kỳ đương. Ý gia kỳ đương. Chạy nà nu tà, biết chia sẻ những câu chuyện với nhau rất là tốt. À, nà nu tà không cần chạy cũng được. Iyakito nano so, cho nên là bu bu bun ma nhỉ ra chín han chín quỷ bu đi đứng cùng cam tề ca thì cô Iyakito nano so bu bu bun ma nhỉ ra ma chín han chín quỷ người bạn với nhau, nghe học chuyện với nhau, cái sự đồng cảm này, và còn chia sẻ được câu chuyện nữa, cũng chia sẻ được câu chuyện, cho nên chúng ta không những là vợ chồng, không những là vợ chồng mà còn là người bạn thân thiết với nhau. Rồi phần cấu trúc này ok được chưa? Đấy, nó rất là đơn giản, cô có ví dụ tính từ, động từ và gì đây, và cả danh từ đó, cô ví dụ hết ở trên đây rồi, và cả lại cô lấy ví dụ vào trong bài của mình luôn để cho các bạn dễ hiểu. Cấu trúc này rất là hay, nó không gì khó hết. Hay, xúc tích, dễ hiểu luôn và dễ chia luôn. À, chỉ cần mình xác định có bắt chim hay không bắt chim thôi. Hiểu được cấu trúc này chưa? Có gì hỏi cô nữa không? Có thắc mắc gì không? Cô đi tiếp một câu chút nữa nha, để chúng ta làm thử vài câu ha. Ok, được rồi đúng không? Có gì phải hỏi nha. Rồi, bây giờ nếu như ok được rồi thì bây giờ chúng ta chuyển qua một cái ngữ pháp nữa, đó là ngữ pháp ưng rưng su phật kiều tạ. Ưng rưng su đi với phật kêu ta, hôm trước mà học là danh từ đi với phật kê thôi, không đi với à, động từ đi với ưng rưng su thôi đúng không? Nhưng bây giờ mình có cấu trúc động từ đi với ưng rưng su và kèm theo đó là phật kê nữa, thì cấu trúc này là cấu trúc gì đây? Tiếp theo
Mình sẽ học cấu trúc này, đáng tí nữa mình làm thử vài câu ha. Rồi mình có động từ, tính từ, cấu trúc này nó cũng rất dễ chia, dễ hiểu, dễ nói. Nói chung là ở phần lớp 4 này nó không có gì khó đâu các bạn, vì nó có những cái mới mẻ thôi. Vì là từ vựng mới ha. Nó có những từ vựng mới, từ vựng mà chúng ta chưa có bao giờ tìm hiểu đến, thì chúng ta mà chịu khó học từ vựng á là ok. Ngữ pháp nó không có gì khó đâu. Ngữ pháp gì đây? Cô là hướng dẫn xong cô cho nghĩa và cứ thế mà làm vào thôi. Đó, cho nên là ngữ pháp thì nó không khó, mà cái từ vựng và đọc phần nghe nó khó, tại vì chúng ta cái từ vựng mới đôi khi chúng ta không có biết nhiều thì là việc học nó hơi khó, và phần nghe nó cũng rất là khó. Nó nhiều đó, nó nhiều là mình tưởng tượng nó khó, nhưng mà đừng có nghĩ là nó khó. Nhiều mình thực ra phải tìm hiểu nhiều thôi, tại vì mình muốn biết nhiều mình phải tìm hiểu nhiều, mình phải học nhiều, đương nhiên là phải chồng lên rồi. Hồi lúc mình học lớp 1 thì mình biết chỉ ở lớp 1 sơ sơ thôi, nhưng lên lớp 2 là biết thêm chồng thêm một cái lớp nữa. Xong lớp 3 lại chồng lên tầm 2 lớp nữa. Lớp 4 thì bắt đầu chồng lên thì 2 lớp nữa. Tương tự nó giống như là cái bước thềm chồng chồng lên cho chúng ta bước cao lên. Đó, thì chúng ta muốn tìm hiểu nhiều chúng ta phải học nhiều. Chúng ta mà biết từ vựng chịu khó học từ vựng, chịu khó học ngữ pháp. Vì trong bài nó chỉ có những cái từ vựng mà ngữ pháp chúng ta đã học thôi. À, chúng ta nắm được hai cái đó là chúng ta nghe, chúng ta đọc và chúng ta nói vậy là ok. Việc khó học từ vựng và kết hợp với ngữ pháp là ok. Tại vì ngữ pháp nó đơn giản, thật sự cô nói thật sự ngữ pháp nó không khó gì đâu. Ở phần lớp 3 nó còn khó hơn lớp 4. Tại vì lớp 3 mình có cách học gián tiếp, rồi là gì đây? Mình là gì đây, học là bị động rồi gây khiến tất cả các kiểu, nhưng mà lên lớp 4 này chỉ học ngữ pháp là gì thôi. Đi ngữ pháp tuy là cao cấp nhưng người ta có nghĩa rõ ràng, người ta đi theo một cái nghĩa rõ ràng, mình cứ đi theo như thế thôi. Và cấu trúc này cũng thế, chia rất là dễ dàng, xúc tích thôi. Thì chúng ta chỉ có là động từ, tính từ đi với ưng rưng và đi với su cộng với phật kê ổ tà. Đó, cứ chia như thế thôi. Có bắt chim hay không bắt chim? Đây. Cấu trúc này nó có nghĩa như thế nào thì các bạn ghi cô viết tiếp chứ. Cấu trúc này sử dụng cấu trúc này dùng để sử dụng khi không có khả năng khác hoặc không có một phương pháp nào khác. Cấu trúc này sử dụng khi không có một khả năng nào khác hay một phương pháp nào khác. Này sử dụng không có một cái không khả năng không có cái khả năng nào khác hoặc là cái phương pháp nào khác. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là
không còn cách nào khác. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Đó, không, chúng ta không còn cách nào khác là bằng cái cách này. Không còn cách nào khác, cái này cũng rất là hay. Ví dụ như hôm trước cô cũng đã nói, vì tôi phải đi làm việc để kiếm tiền. Vì gì đây? Thôi, sinh hoạt gia đình cần phải kiếm tiền để lo sinh hoạt gia đình hay như thế nào đó. Nên là không còn cách nào khác là phải thôi học hay là bỏ học hay như thế nào thôi. À, tôi rất muốn học. Công bố ha cô ship chỉ mang hoặc là nó mua ha cô ship vấn đề, nhưng mà gì đây thủ ni phi đâu hết sao, nên tôi cần có tiền, không còn cách nào khác là đi làm việc hay thế nào đó hoặc là không còn khác là gì đây, thôi học rồi đi làm việc. Công bố ha cô cơ công bố ha cô cơ rơ công bố haku ship phần đề và haku ship chỉ mà nhưng mà Tony Peters, nhưng mà tôi bằng tiền không có cách nào khác là phải đi làm thôi. Tony Peters nên là gì đây, 이름 밖에 이름 한 수밖에 없어요. Nên là phải đi làm hoặc là đi phải tìm việc thôi, không học nữa. Inha tà thấy cũng được. Inha tà bỏ tà đi, không có bát chim. In han su phạc kê opsoyo. Tôi không học tiếng Hàn, nhưng vì bây giờ là hiện tại tôi cần tiền thuần đi phía đâu hết sao. In han su phạc kê opsoyo. Làm để không học được. À, không cần thế nào khác là phải đi làm thôi. Cái người kia bảo tại sao mà thấy bạn thường xuyên mua đồ ăn vậy, bạn không mà bạn gì đây hăng sang không xích cơ sao một cô đó, tại sao thấy thường xuyên mua đồ ăn? Tôi không biết tiếng Hàn, nhầm nhá, tôi không biết nấu ăn món Hàn Quốc, nên bằng gì đây chỉ còn cách là mua về ăn thôi, không còn cách nào khác là mua về ăn thôi. Không biết nấu món Hàn với lại là gì đây, hoặc là gì đây, không ăn được món Hàn là bằng cách là gì đây, mua đồ Việt Nam về ăn hoặc là như thế nào đó, bằng cách mua ăn thôi. Hoặc là gì đây, tôi sống một mình và tôi cũng không biết nấu ăn nữa.
cho nên bằng cách thôi mua ăn thôi. À, ví dụ như thế. Rồi nói vậy. Tại sao mà bạn hay mua đồ ăn về, tại sao bạn không làm ăn đi? Bạn bảo là hôn trà sao cô? Gà là gì đây? Vô đi. Hàn Quốc ôm xích vô đi. Hoặc là vô đi tôi một thao cô. Hoặc là vô đi hăn chui mù rư nì ca không biết nấu ăn. Vô đi hăn chui mù rư nì ca. Và ư rư chun ản tà mù rư tà là biết cái gì không biết cái gì đấy. Không có bắt chim. Cô thêm R và đi với chui mù rư tà. À, chính là con chút nhỏ này này. Ưng rừng chôn mổ đơn tà hoặc là ản tà biết hoặc không biết làm cái gì đối với động từ. Tôi không biết nấu ăn. Vô đi ha tà bỏ tà đi đi về đợi đi với chôn mổ đơn nghỉ ca. Hôn trà sao có vô đi hắn chôn mổ đơn nghỉ ca. Cho nên là sao một cơm Phật kêu ốc sợ ôm xe cơn sao một tà sao một cơn su Phật kêu không còn cách nào khác là mua về ăn thôi chứ không để nhịn đói. Đấy. Tiếp tục cái bạn này bảo là à sao phải trả tiền mặt, sao bạn không thanh toán bằng thẻ đi, sao bạn đã tiền mặt. Các bạn bảo là ở ở cửa tiệm này đấy, ở cửa tiệm này đấy thì là gì đây à, nói là không sử dụng được thẻ tín dụng mà chỉ có tiền mặt. Ví dụ ở chợ đấy các bạn, ở chợ bán đồ, những cửa hàng bán đồ ở chợ đấy, đồ ăn thức uống gì đó à, người ta đâu có sử dụng thẻ, người ta sử dụng cái tiền mặt thôi. Ví dụ như ở cửa hàng, bất cứ cửa hàng nào cũng có sử dụng thẻ hết. Nhưng mà các bạn đi chợ đi, những cái chỗ tiệm nhỏ nhỏ quán nhỏ nhỏ đấy, quán ăn lớn lớn thì người ta có gì, ví dụ như bán cái đồ nhỏ nhỏ lẻ tẻ cái này cái kia, ốc su su hay gì đó. Nó chợ mà cái quầy hàng nhỏ nhỏ đấy người ta không sử dụng thẻ, đâu có máy tính thẻ, người ta chỉ sử dụng tiền mặt thế thôi đó. Cho nên là các bạn khi hỏi sao thì bạn không tính tiền toán tiền thẻ đi mà bạn phải trả tiền mặt vậy, anh đóng thẻ thì nó tiện hơn. Ví dụ như trong bóp tiền mặt của bạn này thiếu, bạn này không có nhiều, bạn này chỉ có Imanon thôi, mà bạn kia bạn hỏi là nếu mà có Imanon thôi thì tại sao không không tính bằng thẻ. Bạn kia bảo cái cửa hàng này đó nói là không tính thẻ được, nên là gì chỉ còn cách là đưa tiền mặt cho họ thôi. Cái mua đồ rồi không trả tiền thì bị la đúng không, bị chửi à. Thì ở đây bạn nói vào là Ikake I ka ke e e n. I ka ke e n. Shinyoung kadu reun sayong. Sayong은 안 된다고. Sayong이 안 된다고. 아, hoặc là gì đây? Cô không cần sử dụng ấy là mà không không gì đây. Cái thẻ tín dụng thì không được. À, ngắn gọn thôi. 신용카드가 안 된다고 nói là không được. 된다고 này chúng ta học rồi. Là tại vì cách nói gián tiếp ở gì đây? Cái hình thức bài số 3 chúng ta học rồi. Ở lớp 3 người ta nói là cái thẻ này không được, thẻ tín dụng sử dụng không được,
Dạ, xin chân khoa tử ca án tên tòa cô hề sao. Hôm nay là gì đây? Hương cung ưu đô kế sang phạm tiểu xoay ơ. Em ta tòa cô hề sao hoặc là hà kì tư mùn nè. Đây là xin chân khoa tử đô kế sang hoặc là gì đây? Cần chê gì đó, vâng 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 vâng. Nên là hương cung. Hương cung mù đô nên nay ta đi trả dùng nay ta để dễ hơn cơ mà đó nên su Phật kê hộp sơ Phật kê hộp sơ không có cách nào khác về trả tiền mặt thôi. Ví dụ như cô nói đơn giản, những cái đơn giản. Ví dụ như trong cái đơn giản mình sử dụng được hết. Nhưng mà vì bài học đấy, bài học mình học những cái mới cho nên cô ví dụ những cái mới. Ví dụ như hỏi sao mà hôm nay không đi chơi. Bảo là không đi du lịch, bảo là muốn đi du lịch lắm mà chẳng hạn. Thì bảo trời mưa quá, bão tố đến, phi ca mã ni hòa sơ. Cho nên là không cách còn cách nào khác là ở nhà thôi. Chiếc bê ý xương gì đây ý xương xu phật cái hộp sơ phi ca mã ni hồ cô phà đà mê mã ni bù rơ sơ cho nên là không còn cách nào khác là chỉ ở nhà thôi. Dô hê ngư khá cô xích phần tê phật kê phi ca mã ni hồ phi ca mã ni hồ cô phà đà tô mã ni bù rơ sơ cho nên là gì đây chiếc bê ý xương xu phật cái hộp sơ còn chỉ còn cách là ở nhà thôi. Bảo tố phong ba rồi đi đâu nữa bây giờ. Muốn đi du lịch, muốn đi dạo hôm nay mà bên trời trời mưa bão tố thì không còn cách nào khác là ở nhà thôi. Ví dụ này, nhà lễ này cũng vậy nè. Hỏi làm sao chuẩn bị nhiều thế? Vì gì đây? Gia đình tôi là đại gia đình. Đó. Cho nên là không còn cách nào khác là chuẩn bị nhiều thức ăn vậy thôi. Là đại gia đình đấy các bạn, tề ca chốt đấy. Tề ca chốt là đại gia đình thì không còn cách nào khác là chuẩn bị nhiều tuy mệt đấy. Him tư đơ chỉ mệt. Nhưng mà gì đây, không còn cách nào khác. Mà ni chuẩn bị đây, hắn sụp rồi không còn cách nào khác là chuẩn bị nhiều. Đó là chuẩn bị nhiều thức ăn này không mệt à. Ông xích mà anh ấy chuẩn bị hàng nó hiếm tư chi ảnh này hả? Nếu chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này thì mà không mà sao? Nó mua hiếm tư chỉ mang tế cao chút gì đã sơ ông gì đây món cho ông xích cân mà anh ấy chuẩn bị hàng xúc phạm kế hợp sơ ạ. Nó mua hiếm tư chỉ mang nó mua hiếm tư chỉ mang chẳng hạn nó mua hiếm tư đã nó mua hiếm tư chỉ mang. Nhưng mà tê ca chốt vì đại gia đình okay. Không có cách nào khác là phải làm ít món ăn nhiều đấy. Tê ca chốt vì đã xó à, cô thiếu ca chốt nha. Vì đã xó, cái này giống cô nè à, làm cái này mệt lắm các bạn. Nhưng mà không làm, không được. Cúng gì đấy, nhà phải cúng. Về phải về quê hết. Tê ca chúc ghi là sao cho nên là gì đây mong chân hùng sư mong chân hùng sư cơ mà ni chung bi hắn sư phạt kê ốp sơ yô. Anh chuẩn bị hành xử phật kế hộp sơ hộp sơ à. Nôm hiếm tư chỉ mang để khác chút về đã sơ món cho nôm sẽ cần mãn đi chuẩn bị hành xử phật kế hộp sơ. Tuy rất là mệt đấy nhưng vì là đại gia đình thì không còn cách nào khác là phải chuẩn bị những cái món ăn lễ này nhiều thôi.
Bảo là bảo sống xa gia đình à, bạn à, sống riêng với gia đình à. Ca chúc khoa ta rơ chơ xài ố xà đài ố. Thì cô mới bảo à, vì công việc nên không còn cách nào khác là sống xa gia đình thôi à. Ca chúc khoa tơ rơ xà tạ, cái này chúng ta cũng học rồi, tơ rơ chơ xà tạ à. Ca chúc khoa tơ rơ chơ xà đài ố. Bạn hỏi cô như thế, các bạn cô bạn vì công việc in tê mùn nè, vì công việc cho nó là chỉ không còn cách nào khác là sống xa gia đình. In tê mùn nè ca chúc ca chúc khoa tơ rơ chơ san tà. San tà này cũng có quy tắc, đáng lẽ đi ưng rưng nhưng mà vì nó bắt quy tắc cô chỉ đi với su hì tà thôi. San su phạc kê ộp sợi. Đúng rồi, vì công việc các bạn mà cũng muốn sống gần gia đình, nhưng vì gì đây? Công việc nó là ca chú khoa ta rơ chơ san su phạc kê ộp sợi. Rồi bây giờ ok được cấu trúc này chưa? À rất là hay và rất là xúc tích đúng không? Bây giờ chỉ việc các bạn dưới đây làm và vận dụng vào thôi. Có ý nghĩa và cách chia nó cũng rất là dễ. Và trong đời sống hàng ngày khi mình nói những cái việc đơn giản mà nó có gì đây không bằng cách nào khác, chúng ta phải thêm vào bình thường chứ không phải là trong bài trong vở đâu các bạn ạ. À. Trong bài trong vở thì nó đi từng chủ đề thì họ cho mình biết thêm vài thứ là từ mới thế này thế kia. Còn trong đời sống hàng ngày mình đó có nghĩa gì đây, có nghĩa của nó rồi thì ghép vào mình nói, ghép vào mình nói. Ghép được những cái từ vựng mới nói thì càng tốt, còn không những cái bình thường mà mình đã biết rồi đấy thì hôm nay mình biết những thêm cái ngữ pháp mình ghép vào nói thêm. À, trong đời sống hàng ngày chúng ta sử dụng bình thường chứ không phải là trong sách trong vở mới sử dụng thôi. Trong sách trong vở là người ta kèm theo những cái chủ đề mà nó liên quan những cái mới mẻ cho chúng ta. À. Thì bây giờ cô ok được phần này chưa? Đi làm ví dụ được chưa? Cô cho các bạn làm vài ví dụ nha. Viết xong rồi về nhà làm cho cô vài ví dụ nha. Hôm sau cô sẽ kiểm tra lên bài, cô sẽ sửa nha. Cô ơi cho em hỏi chút. Ờ, hỏi đi. Cấu trúc ưng chun mô lưu tà và an tà ấy. Ừ. Nó giống cấu là han su ích tà, han su hợp tà của cô. À không, à nó không giống, nghĩa nó khác nhau. Han su ích tà, han su hợp tà là có thể hay không thể diễn tả khả năng. Còn cái này mình biết không biết thôi. Biết và không biết. À đúng rồi, biết và không biết. Ví dụ như là à tôi không thể lái xe, tôi không như thể như thế nào đó, không có khả năng. Nhưng ở đây à tôi không biết lái xe. Đúng không? Nó hai nghĩa nó khác nhau, một cái là không thể, một cái là không biết luôn. Không biết, biết làm cái gì, không biết làm cái gì. Nó na ná nhau thôi, đúng không? Hai nghĩa nó na ná nhau thôi. Nhưng mà tiếng Việt mình cũng nó khác nhau, tiếng Hàn nó cũng khác nhau, đúng không? Đó là gì đây? Một cái là không thể, một cái là không biết. À tôi không thể nấu ăn tiếng Hàn, tôi không thể làm gì đó diễn tả khả năng, à tôi không biết luôn, cho nó nhanh nó gọn ha, giống như tiếng Việt mình thôi. Ok được chưa? Cấu trúc. Ừ. Được không cô? Rồi cấu trúc gì nữa? Cô em hỏi là cái cấu trúc này mình có hay sử dụng nhiều không? Hình như em nghe cái cấu trúc han su ích tà, han su hợp tà sử dụng nhiều hơn đó cô. Không, cái này cũng sử dụng nhiều lắm nha các bạn, để ý đi. À, ví dụ như là gì đây, mình nói là mình han chun mù lai o, ví dụ như ông xích han chun mù lai o, hai su hợp xoay o, một theo, nó vẫn là ba cái vẫn sử dụng, ba cái sẽ sử dụng nha, tương đương nhau nha, để ý nó là tương đương nhau đó, người ta vẫn nói bình thường, không có cái gì mà mục tha tà và su diệt tà và ưng đương chun mù tà, ba cái hầu như là cái nào người ta cũng sử dụng trong phần nói. Ừ. Rồi ok được chưa, bây giờ cô cho vài câu làm thử nha. Câu thứ nhất. Dạo này. Dạo này hình thức
Dạo này hình thức gia đình, hình thức của gia đình dần dần dường như có vẻ trở nên đa dạng hơn. Dạo này hình thức gia đình, dạo này hình thức của gia đình dần dần. Dạo này hình thức của gia đình dần dần có vẻ như hoặc là dường như trở nên đa dạng hơn. Dạo này hình thức của gia đình dần dần trở nên đa dạng hơn. Bạn Kim mới trả lời, vâng. Bạn Kim mới trả lời, vâng. Không những đại gia đình dần dần trở nên mất đi, không những nè không những đại gia đình dần dần trở nên mất đi mà người già sống một mình những đại gia đình dần dần trở nên mất đi mà người già sống một mình mà người già sống một mình còn đang trở nên nhiều hơn mà người già sống một mình còn đang trở nên nhiều hơn. Mà người già sống một mình cũng đang trở nên nhiều hơn. Rồi bây giờ câu thứ hai. Dạo này vợ chồng cùng nhau kiếm tiền dần dần trở nên tăng. Dạo này vợ chồng cùng nhau kiếm tiền dần dần trở nên tăng. Dạo này vợ chồng cùng nhau kiếm tiền dần dần trở nên tăng. Trở nên tăng lên. Bạn cái mê bảo vâng. Không những vợ chồng cùng nhau kiếm tiền trở nên nhiều. Không những vợ chồng cùng nhau kiếm tiền trở nên nhiều. Không những vợ chồng cùng nhau kiếm tiền trở nên nhiều mà trở nên nhiều
mà người chồng san sẻ công việc gia đình cũng tăng lên. Mà người chồng san sẻ công việc gia đình cũng tăng lên. À cô nhầm này các bạn. Mà người chồng chuyển về nghề hoặc là chuyển về làm việc gia đình cũng tăng lên nha. Các bạn ghi lại cho cô ha. Không những là vợ chồng vậy, kiếm tiền trở nên nhiều, mà người chồng chuyển nghề sang làm gì đây, việc nhà đấy. Mà người chồng chuyển nghề sang làm việc nhà cũng tăng luôn. Mà người chồng chuyển sang làm việc nhà cũng tăng luôn. À, người chồng chuyển ra làm việc nhà cũng tăng luôn. Tức là bây giờ các bạn, bây giờ vợ chồng cùng nhau kiếm tiền cũng tăng, mà người chồng ấy lui về hậu phương như khác, giữ con nấu nướng cho vợ đi làm cũng tăng luôn. Đó, người chồng giờ không đi làm nữa, ở nhà giữ con như thế nào đó, à, cho vợ đi làm cũng có, cũng tăng luôn đấy. À, chuyển nghề đấy, chuyển nghề sang làm nội trợ đấy, làm việc nhà đấy, những người chồng đấy cũng đang tăng. Câu số 2. Câu số 3 cô ạ. À câu số 3. À câu số 3 ha. Nếu như trở thành người lớn thì nếu như trở thành người lớn thì dường như có vẻ cái người độc lập cũng tăng, người sống độc lập cũng tăng. Nếu như trở thành người lớn thì dường như có vẻ cái người sống độc lập cũng tăng. Nếu như trở thành người lớn thì dường như có vẻ là người sống độc lập cũng tăng lên. Nếu trở thành người lớn đấy, ví dụ như những người em bé trở thành người lớn đấy, thì gì đây? Thích là sống độc lập, sống độc lập tất nhiên với bố mẹ đó. Nếu như mà thành người lớn rồi đấy thì đây, à, bạn chắc cái em ấy là đây, cái việc mẹ em ấy thích ra ngoài sống, như cái em đó thích ra ngoài sống, sống độc thân, sống độc lập đấy đó, nó cũng rất là tăng dạo này. Người có vẻ nếu trở thành người lớn thì dường như có vẻ người sống độc lập cũng tăng, người mà sống độc lập đấy cũng tăng luôn. Bạn kia mới trả lời: không những người sống độc lập tăng, mà người không kết hôn cũng nhiều. Mà người không kết hôn cũng nhiều. Mà người không kết hôn cũng nhiều.